xuống. Tôi đã hứa là không được rượu quý mà là tiếp khách. Mình ơi! Con ơi! Ra đây cả đây thế nào? Đây, 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 mình ơi! Đây, đây, ra đây, ra đây. Ờ, mình về rồi đấy à. Ông đi đâu? Ra! Ra đây! Ừ. Sách ở nhà mình thế này hả? Ai làm cái bình rượu quý của thầy vỡ thế này? Là gì ạ? Hả? Ôi trời, chết rồi. Chết rồi, con nghe cổ. Vừa nãy ngồi uống rượu bác cả, tôi đã hứa là tặng bác cả. Bác cả khoái con này lắm. Tại sao vỡ thế này? Ai làm? Là gì ạ? Hả? Nhà cửa đang hoang thế này, ai làm? Là gì ạ? Ôi trời, cái gì ạ? Gì đấy? Cái quần của đàn ông này. Tại sao lại đây? Cái này cũng của gì ạ? Là không ạ. Cái này không phải của gì? Cái này của bạn gì ạ? À, thế là bấy lâu ngày tôi nuôi ông đầy áo nuôi cáo trong nhà hả? Hả? Con ngồi trên cái cây này nó không có chế độ giúp ngủ sao đâu ạ? Tức là đang nhiên lại ngủ say. Mày nhìn thấy nào? Chú, con nhìn thấy rồi kia. Này, dạ. Nhìn thấy rồi là không được nhìn nữa. Cụp mặt xuống. Dạ. Đang đâu? Ông ở con cụp mặt xuống làm sao con chỉ được ông được? Tôi đi xuống đây. Ôi giời. Người không ngủ, tú cơm. Ông thấy chưa? Cái gì đấy? Ông ạ. Sao cái gì vào đây không? Dạ con. À, của con. Ôi, của con là cái gì? À, dạ dạ, cái que phục châu của con. Quê phục châu mà cái gì? Cái gì buồn ông đấy à? À, bẩm ông, con vừa xem xét tình hình xung quanh rồi. Không có ai đâu. Ông con mình thiết bề thuộc thiết khí đồ đến tới. À, thiết bề lắm này. Lại chơi thêm chất thật thà thì nhìn xinh như thế như là vợ anh. Vợ anh? Vợ anh? Hả? Vợ ông. Anh có chẳng nói đi được kìa. Hai thằng quay mặt đi. Nàng đâu rồi nhỉ? Nàng đây. Chiều ra đứng tây lầu tây. Tây lầu tây, tây cô tan tình nhanh nước. Tưới cây mô đầy. Tôi làm cỏ. Chỉ có một chồng, nghe không? Mà các cụ xây nhà bao giờ cũng có hai mái.